Xin chào các bạn, đã bao giờ bạn tưởng tượng rằng những con cá sấu dữ tợn như thế này có thể trở thành một món ăn thú vị chưa? Hãy cùng chúng tôi khám phá quy trình nuôi, chế biến thịt cá sấu và da cá sấu tại một trong các nhà máy hiện đại nhất trên thế giới nhé! Hãy đồng hành của Han khám phá, bắt đầu chuyến lưu lưu ngay sau đây! Cá sấu không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và sự sinh tồn trong tự nhiên mà còn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa của loài người. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, việc săn bắn cá sấu không còn được xem là một thách thức đáng được tôn trọng hay khuyến khích. Thực tế, nó thường bị coi là không có đạo đức và là một hành vi xâm phạm vào môi trường tự nhiên. Dù được tôn vinh là linh thiêng ở một số khu vực, cá sấu cũng trở thành mục tiêu săn bắt vì thịt và da ở các nước khác. Châu Phi, châu Á, Úc và châu Mỹ đều tham gia vào ngành công nghiệp chăn nuôi cá sấu và công nghệ liên quan để sản xuất thịt, da và các sản phẩm cao cấp từ những loài này. Ngày nay, nhiều trang trại cá sấu đã được xây dựng, biến việc nuôi cá sấu thành một ngành công nghiệp có giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, ngành này còn góp phần vào việc tạo ra việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và quốc tế, đồng thời giúp giảm bớt áp lực săn bắt cá sấu tự nhiên bằng cách cung cấp một nguồn cung thay thế bền vững. Tại trang trại, quá trình ấp trứng cá sấu là một sự kiện đặc biệt. Sau khoảng 90 ngày, cá sấu con nở ra chỉ dài khoảng một gang tay. Trong thời gian đầu sau khi nở, chúng di chuyển rất chậm. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để chúng trở nên nhanh nhẹn và phát triển khả năng tìm kiếm thức ăn. Nguồn thức ăn cho cá sấu thường được chuẩn bị với các thành phần chính như da cầm, cá, thịt bò và các nguồn protein khác. Những thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển và duy trì sức khỏe của cá sấu. Những người chăn nuôi cá sấu thường áp dụng các phương pháp cho ăn chuyên biệt, điều chỉnh chế độ ăn của cá sấu để đáp ứng nhu cầu cụ thể của chúng. Người chăn nuôi thường xuyên theo dõi sự tăng trưởng cân nặng và tình trạng sức khỏe của cá sấu để điều chỉnh lượng thức ăn và dưỡng chất thiết yếu, phù hợp cho từng giai đoạn phát triển. Đây là quy trình thủ công mà con người sử dụng để xử lý thịt cá sấu. Chỉ với một con dao, đầu bếp có thể dễ dàng tách ra, phi lê và xương cá sấu. Nếu bạn thấy phương pháp xử lý thủ công này tuyệt vời, hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Vậy, bạn có tò mò về cách thịt cá sấu được chế biến trong các nhà máy hiện đại không ạ? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ nào! Nhà máy chế biến thịt cá sấu được trang bị công nghệ hiện đại để đảm bảo quá trình chế biến thịt an toàn và hiệu quả. Các công nhân chế biến sử dụng thiết bị hiện đại để loại bỏ da một cách chính xác. Tiếp tục với quá trình phi lê và xử lý thịt cá sấu, nhà máy đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao và chất lượng. Nhà máy chế biến thịt cá sấu là nơi tập hợp nhiều công nhân lành nghề, có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản trong việc xử lý và bảo quản thịt cá sấu. Ngoài ra, nhà máy cũng cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và đạo đức kinh doanh, đảm bảo nguồn gốc cá sấu được chế biến là từ các trang trại nuôi cá sấu có trách nhiệm, nơi mà quyền lợi và sức khỏe của cá sấu được đặt lên hàng đầu. Thịt cá sấu được biết đến với hương vị nhẹ nhàng và tinh tế, thường được so sánh với thịt gia cầm hoặc thậm chí là thịt cá hồi, cung cấp một lượng protein cao với các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Đặc biệt, nó giàu vitamin B12, niacin cùng với khoáng chất như kẽm và sắt. Nổi bật với hàm lượng chất béo thấp, đặc biệt là chất béo bão hòa, thịt cá sấu được đánh giá cao vì khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Thêm vào đó, thịt cá sấu không chỉ mang lại sự đa dạng cho thực đơn của bạn với một lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn phản ánh cam kết đối với bảo vệ môi trường thông qua quy trình sản xuất và thu hoạch có trách nhiệm. Các bạn có muốn thử món thịt cá sấu này không? Chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ với các sản phẩm làm từ da cá sấu phải không nào? Quy trình thu hoạch da cá sấu để làm các sản phẩm thời trang là một quá trình tinh tế và chuyên nghiệp. Da cá sấu với độ bền cao và họa tiết đặc trưng trở thành nguyên liệu chất lượng cao cho túi xách, ví, thắt lưng, giày và nhiều phụ kiện khác. Quy trình thu hoạch da cá sấu thường sử dụng công nghệ hiện đại, trong đó máy nén khí đóng vai trò quan trọng. Máy nén khí được sử dụng để tách da khỏi các mô kết nối và cơ bắp bên dưới mà không gây tổn hại đến da. Phương pháp này không chỉ hiện đại và hiệu quả mà còn giảm thiểu tác động đến chất lượng da của cá sấu, bảo tồn đặc tính tự nhiên của da, đảm bảo chất lượng và giá trị thẩm mỹ của các sản phẩm thời trang cuối cùng. Máy nén khí giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với các phương pháp truyền thống khác, đồng thời cung cấp một cách tiếp cận đạt hiệu suất cao trong quá trình sản xuất. Điều này làm tăng tính cạnh tranh và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Để làm cho da cá sấu trở nên đẹp hơn trước khi sử dụng, trong quá trình sản xuất, da được phun sơn để tạo ra bảng màu đặc trưng cho từng miếng da. Cỗ máy phun sơn này rất linh hoạt, cho phép điều chỉnh màu sắc dựa trên yêu cầu và quy mô của dự án sơn màu. Mỗi cánh tay của máy phun sơn được trang bị súng phun, đảm bảo lớp sơn được phủ đều lên toàn bộ bề mặt da mà không gặp phải các vấn đề như vết loang lổ hay bào sót. Da cá sấu được coi là một trong những nguyên liệu xa xỉ và đắt đỏ nhất trên thế giới với vẻ ngoài thô ráp và mạnh mẽ. Da cá sấu mang lại sự tinh tế và độc đáo cho các sản phẩm thời trang. Mỗi sản phẩm làm từ da cá sấu phản ánh sự tinh tế và đam mê của các nghệ nhân qua mọi quy trình gia công từ cắt may đến hoàn thiện là sự kết hợp tinh tế của kỹ năng và sự tận tâm. Họ tạo ra những tác phẩm không chỉ sang trọng mà còn mang giá trị kinh tế cao. Pháp luật của Úc cho phép săn lợn rừng quanh năm và không giới hạn về số lượng. Ước tính mỗi năm có gần 1 triệu con được săn bắt. Thật không may, điều này vẫn chưa thể giúp kiểm soát quần thể của chúng. Mặc dù các nhà bảo vệ môi trường và thợ săn đang săn được khoảng 30% số lượng lợn rừng ở New South Wales mỗi năm, nhưng số lượng lợn rừng vẫn tăng lên 20% hàng năm. Các nhà sinh vật học và quản lý động vật hoang dã ước tính rằng phải bắt được 70% số lượng mỗi năm mới có thể kiểm soát được chúng. Lợn rừng là một loài động vật to lớn, hung dữ, rất thông minh và có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Những đặc điểm này có nghĩa là các phương pháp kiểm soát truyền thống đơn giản, không mang lại kết quả cao, chỉ có săn bắn là giải pháp khả thi nhất.
Chi phí thuê máy bay để săn lợn rừng là khá cao nên việc chọn lựa địa điểm săn lợn rừng trở nên hết sức quan trọng. New South Wales là bang lớn nhất tại Úc với phong cảnh đa dạng, trải dài 1.300 km2, bao gồm núi non, đồng bằng mênh mông, sa mạc và khu vực ven biển, tạo nên môi trường sống phong phú cho động vật hoang dã, trong đó có lợn rừng. Bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị trên bầu trời New South Wales, nơi các thợ săn dày dặn kinh nghiệm đối mặt với thách thức kiểm soát số lượng lợn rừng nhằm bảo vệ hệ sinh thái của bang. Các khu vực núi của New South Wales là một môi trường sống lý tưởng cho lợn rừng. Những sinh vật này phát triển mạnh mẽ trong các khu rừng dày đặc, bụi rậm và những khu vực có nhiều thực vật. Tuy nhiên, việc phát hiện chúng trong những khu vực này là khá khó khăn. Trực thăng cần bay thấp qua các khu rừng rậm để xua đuổi lợn rừng. Lực đẩy của cánh quạt sẽ giúp cây cối chuyển động, khiến lợn rừng hoảng sợ và di chuyển đến khu vực khác. Thợ săn cần bắn chúng một cách chính xác và nhanh chóng để có thể tiêu diệt từng con một. Kỹ năng săn bắn này đòi hỏi thợ săn cần có nhiều thực hành thực tế. Trong các khu vực sông suối, nơi tầm nhìn không bị cản trở, việc phát hiện và săn lợn rừng trở nên thuận lợi hơn. Hãy tiếp tục di chuyển qua các khu vực đồng bằng và cánh đồng. Những khu vực này được biết đến là nơi có sự tập trung lợn rừng rất lớn vì đây là nơi chúng tìm kiếm thức ăn. Khi trực thăng phát hiện ra lợn rừng trong khu vực này, phi công sẽ giảm độ cao để tiếp cận gần hơn. Nhưng việc này cần được thực hiện cẩn thận để tránh va chạm với cây cối nếu bay quá thấp. Điều này có thể gây nguy hiểm cho cả máy bay và thợ săn, vì thế vai trò của phi công trở nên vô cùng quan trọng. Tốc độ di chuyển và khả năng linh hoạt trong việc thay đổi hướng bay đều ảnh hưởng lớn đến hiệu suất săn lợn rừng. Các thợ săn luôn sẵn sàng săn lợn rừng khi phát hiện chúng trên cánh đồng. Họ nhanh chóng sử dụng thiết bị săn bắn và bắn hạ chúng. Tỷ lệ chính xác là 70% mỗi lần. Khi lợn rừng thoát khỏi viên đạn đầu tiên, chúng sẽ chạy theo hướng khác. Lúc này, bạn cần phải linh hoạt điều khiển trực thăng để đuổi theo. Đây là thách thức khá khó khăn đối với người mới bắt đầu và đòi hỏi nhiều thực tế để nâng cao kỹ năng săn bắn từ trên không. Các bác thấy chủ đề video hôm nay như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé! Đàn lợn rừng này đang di chuyển tìm nơi trú ẩn trong sa mạc. Trực thăng tiếp tục đuổi theo và người thợ săn rất dễ dàng để hạ gục chúng. Chúng di chuyển qua mỗi con suối trong khu vực, cuối cùng không một con lợn rừng nào còn sống sót. Xung quanh những khu vực này của Úc có rất nhiều con lợn rừng thường xuyên chạy thành đàn. Nhóm thợ săn này đã chọn đúng địa điểm và thu hoạch được rất nhiều trong một ngày. Nhìn vào cách trực thăng di chuyển chậm rãi, họ đang quan sát và tiếp tục tìm kiếm lợn rừng. Một đàn lợn rừng khác xuất hiện. Trận chiến chưa kết thúc, liệu chúng có kịp trốn vào rừng hay không? Chỉ trong vài giây, trực thăng đã đuổi kịp. Nếu bạn chú ý, trên bề mặt của những bãi cát này có rất nhiều lợn rừng. Những khu vực này cần được quan sát kỹ lưỡng hơn.
săn lợn rừng bằng trực thăng có thể dễ dàng phát hiện được chúng. Chúng di chuyển một mình hoặc là theo đàn để tìm kiếm thức ăn. Tốc độ di chuyển của chúng chậm lại do sự dày đặc của cây cối. Săn lợn rừng trong những khu vực này trở nên dễ dàng hơn so với các loại địa hình khác. Các bạn thấy là có đúng không ạ? Những con lợn rừng thường bị tiêu diệt trong khi đang di chuyển. Ước tính cho thấy mỗi ngày một trực thăng có thể săn được từ 200 tới 400 con. Chi phí thuê trực thăng dao động từ 2.000 đến 5.000 đô la mỗi ngày. Theo các bạn, là liệu số tiền này có xứng đáng với số lượng lợn rừng được tiêu diệt hay không? Theo Bộ Nông nghiệp Úc, số lượng lợn rừng được săn bắt hàng năm ở New South Wales dao động từ 50.000 đến 100.000 con, phản ánh nỗ lực liên tục trong việc quản lý quần thể lợn rừng. Kiểm soát quần thể lợn rừng ở Úc là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Úc. Các bạn cảm thấy là phương pháp săn lợn rừng bằng trực thăng này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Khi ra đến đây là kết thúc rồi. Hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé! Xin giới thiệu với các bạn, đây là biên tập nội dung của chúng tôi. Cô ấy đang chăm chú viết những kịch bản về nông nghiệp. Những kịch bản sáng tạo của cô ấy được rất nhiều khán giả yêu thích và đón nhận. Tiếp theo là chủ kênh, cũng là một chuyên gia edit của chúng tôi. Anh ấy làm việc rất tận tâm và chuyên nghiệp. Những video anh ấy làm ra rất tuyệt vời. Anh ấy quả là một tấm gương sáng cho team chúng tôi học hỏi. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian tới. Xin cảm ơn rất nhiều.